Mai xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án hai căn nhà mới nhất tại Long Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ. Với căn nhà này thì ô tô vào tới tận cửa, diện tích 33 đến 35 mét vuông, thiết kế và xây dựng ở đây là 3 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc và có một căn hướng Tây Nam. Ở đây tổng dự án xây 3 căn, đã bán 1 và chỉ còn 2 căn thôi thưa mọi người. Với căn nhà này thì là nhà xây mới hoàn toàn, 3 căn nhà, 3 cuốn sổ đỏ khác nhau. Đường ngõ thực tế trước nhà khoảng tầm 3 mét, ô tô vào với tận cửa. Quý vị nào hợp hướng Đông Bắc hoặc là hợp hướng Tây Nam thì liên hệ ngay với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn nhé. Với cái vị trí nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông rất là thuận tiện. Vị trí Phụng Châu, Chương Mỹ thì sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, Đại Thành Quốc Oai, Đại Lộ Thăng Long hoặc là đi làm ở địa phận Hoài Đức đều rất là ok. Nói chung trong cái tầm phạm vi bán kính 10 km quay đầu là được ạ. Với thiết kế công năng sử dụng như thế nào? Căn nhà này thì thiết kế đây như quý vị nhìn thực tế, 3 tầng, nhà xây mới, với phần cửa chính thì thiết kế cho quý vị một lớp cửa. Và tầng 1 thiết kế như thế nào, mời quý vị theo chân ngói và khám phá cụ thể. Tầng 1 thiết kế công năng cho quý vị một phòng khách, một phòng vệ sinh, một phòng bếp. Hiện tại em đang ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản đã trong một xong 100%. Sáng mua chiều về ở, sổ đỏ cất két sẵn sàng giao dịch, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Tầng 1 đây, phần hoàn thiện là phòng khách cho quý vị. Nói chung là đường ngõ trước nhà rất rộng, ngõ thông, đi lại xung quanh rất là thuận tiện, chợ trường phường trạm đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn, nói chung là hoàn thiện xong hết rồi. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay trong ngày. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần hoàn thiện tủ bếp thiết kế đầy đủ cho quý vị, tủ gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Đó. Quá là chuẩn luôn. Hệ thống trần thạch cao đây, đứng từ cái phần không gian phòng bếp mà hướng ra phần phòng khách tương đối rộng và thoáng. Hướng căn nhà em đang quay là hướng Đông Bắc. Và ở đây có một căn mẫu tương tự, hướng nhà là hướng Tây Nam, đằng sau lưng của cái ngôi nhà này quý vị nhé. Với phần ngăn cách cầu thang và phần phòng bếp, ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách gỗ. Rồi là phòng vệ sinh thiết kế ở phần tầng 1, sử dụng cho phần tầng 1 đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm cho ngôi nhà. Căn nhà này xung quanh đầy đủ tiện ích, cách với trường đại học sư phạm, thể dục thể thao khoảng tầm 2 km. Nói chung là xung quanh tiện ích đầy đủ, nằm ở trong khu dân cư đông nha quý vị. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Quan trọng là sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ về vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 và tầng 3. Xem ngôi nhà này thiết kế 3 tầng, công năng diện tích 33m ra sao. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ, cầu thang giữa, phòng vệ sinh giữa, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Đây. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đây là phần trong không gian phòng thiết kế gạch 60-60 vân đá. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, rất là thuận tiện. Cũng như màu sắc của nó rất là hiện đại và tinh tế. Với phần phòng vệ sinh tương đối là rộng, sử dụng cho hai phòng ngủ đặt ở giữa phần cầu thang. Nên là rất là ok, trong phòng vệ sinh thì thiết kế đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Đây là phòng ngủ phần bên trong. Đây là phòng ngủ bên trong của ngôi nhà quý vị nha. Có cửa sổ. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Còn đây là phần phòng ngủ bên trong, cửa sổ thông thoáng. Hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ điều hòa lắp đặt xong hết rồi. Hành lang đi vào hai phòng ngủ tương đối là rộng. Đây là phần cụ thể tầng 2 và còn tầng 3 nữa. Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, trên tầng 3 chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 3 thiết kế công năng cho quý vị một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng vệ sinh của ngôi nhà. Đây.
với phần phòng vệ sinh này sử dụng cho trên tầng 3. Như vậy với căn nhà này thiết kế 3 phòng riêng, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình để chủ nhà thiết kế lên nó là tầm form chung rồi mọi người ạ. Còn đây là phần sân phơi. Và đây là xung quanh của ngôi nhà, hàng xóm. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.